Hello, xin chào các bác nhé. Đang quay bộ từ đá đây, nhưng mà trời mưa quá. Thế em về em giới thiệu bên xưởng nhé. Rồi sắp mùa đông rồi nên là mưa phùn và rét, rất là lạnh. Đây, đây là ngày 28 tháng 10. Toàn cảnh xưởng của em nhé. Và quay cho bác xem. Không quay được ghế nên là đấy quay quanh xưởng luôn. Giới thiệu một số mặt hàng là đang trong quá trình hoàn thiện. Thì ở đây là có một bộ tập thờ vũ vụ trên 20 này của khách ở tận Lào Cai cơ. Bên này là một chiếc sập gỗ hương Nam Phi từ mét 6. Bộ này là của khách hàng ở tại Phương Xá, Cẩm Khê. Hôm trước là cũng là khách đã xuống xem mộc, hôm nay thì nhà em đang đánh dây giáp. Vân gỗ tuyệt vời luôn. Vân gỗ tuyệt vời luôn. Đây là chưa sơn thì vẫn đang mọc. Bên trong này em giới thiệu là bộ mét 8 của khách ở tại thành phố Yên Bái. Thành phố Yên Bái nhá. Ngoài ra kia còn rất là nhiều hàng tập thờ nữa. Kia có mấy bộ chân tập thờ trong kia. Hôm nay trời mưa quá nên là đây anh em còn rất nhiều sập mà gỗ vụ và gỗ hương. Đây mặt sập nhà em vẫn dựng rất nhiều đây. Nào cũng có gần chục cái sập để phục vụ các bác chuẩn bị Tết Nguyên Đán thôi. Đấy, có ghế đào chim này. Đây là mặt thờ gỗ mít nhé. Đấy, bên này là bộ ghế này là của khách ở tại Mỹ Đức Hà Nội này. Đấy, mấy khách hàng rất tin tưởng đặt cái bộ ghế này là bộ ghế thứ tư rồi. Đây là hàng VIP. Bộ ghế hàng VIP, bộ bác đặt đến bộ thứ tư rồi. Đây ngoài ngoài sân nhà em nhé các bác nhé. Này trời mưa gió. Đấy. Đây em giới thiệu bộ nghề VIP này. Khách này là trương 33 phần liền khối hết. Toàn bộ phần trương liền khối hết, phần tay là liền khối hết. Em giới thiệu qua cho các xem và hôm nay em sẽ làm một cái clip riêng. Trong này là cũng một bộ nghê. Nghê bảo đệ nhạy, nhưng mà bộ này thì hàng giá rẻ hơn một chút. Nhưng mà là cũng rất là đẹp đấy. Không phải là giá rẻ mà là xấu đâu. Đây quý vị thấy có nghĩa hàng cũng khá là đẹp đấy. Cái bộ này nó của khách hàng đặt là những cái trương này liền khối hết quý vị nhá. Đấy, nhưng mà bộ này thì hàng em chắp đôi thì là cái giá trị nó không bằng cái bộ liền khối ấy. Tuy nhiên là cái nó vẫn rất là đẹp, đường nét rồi đục trạng như là kiểu dáng gỗ là cũng là đẹp rồi. Tuy nhiên là nó không được liền khối như bộ kia thôi. Đấy, kệ tivi trong ngày kệ tivi này, cái tần thủy hoàng gõ đỏ nhá. Kia là có vài chiếc kệ tivi, như là trời hôm nay nó mưa quá. Mưa quá này. Thời tiết nó không ủng hộ. Đây là sập ngũ phúc của khách ở tại Hà Đông, Hà Nội. Tiếp tục vào trong này. Đây là có bộ nghi đỉnh 10 món đấy. Đây là chiếc dạ sập ngũ phúc của khách hàng ở tại Phú Ninh. Khách ở Phú Ninh, Phú Thọ. Dạ VIP. Đấy, siêu VIP rồi nha. Hàng em đã giới thiệu ở những clip khác rồi. Các bác có thể vào YouTube và tìm chiếc quay sập ngũ phúc VIP 1m8 ấy. Anh thợ đang quét lót cái sập thờ Mai Điểu. Sập thờ Mai Điểu cũng mít nhé. Rất là nhiều. Phía ngoài này là em quay phía trong Hoàng Sơn. Đây, phía trong này thì em vừa hoàn thiện xong cái bộ tần thủy hoàng cũng là gỗ hương đá của khách ở cũng gần khu vực nhà em thôi. Bộ này hoàn thiện hết rồi, sơn vừa sơn xong, sơn bóng mờ, sơn bóng mờ. Cái dạ sập đây kia kia là dạ sập tàu quý vị nhé. Rất là nhiều đồ. Xong kia là cái mặt sập thờ. Ánh sáng lóe quá, quý vị không nhìn rõ, em vào em quay gần hơn.
Đây là cái sập thờ của khách ở tại Tuyên Quang. Khách của Tuyên Quang nhé, sập thờ Tứ Linh Ngụ chân 20 của khách Tuyên Quang. Đi quý vị thấy được đường nét đục chạm của cơ sở em rất là đẹp. Quý vị em không phải khen đâu, nhưng mà quý vị có thể xem và so sánh với những cái sản phẩm khác. Đó, đục chạm rất là đẹp và chi tiết. Những cái sản phẩm này thì là mức giá nó trung bình thôi, nhưng mà bên đường đục chạm rất là đẹp. Kênh bằng quý vị thấy được kênh bằng này. Kênh bằng toàn bộ những cái chú chim này, chú chim phượng này. Rất là bồng bềnh, rất là bồng bềnh. Cái phần cổ này là em chưa đóng cái cổ vào. Bên này là chiếc gỗ mít chân 16. Những sản phẩm này thì đều có khách đặt hết rồi, em đang trong quá trình hoàn thiện. Đó, đây có đôi lộc bình xà cừ của khách ở tại Việt Trì Phú Thọ nhé, lộc bình xà cừ. Đây có ghế Louis Hoàng Gia này, nhưng mà có nhiều đồ quá nên là không cho các bác xem thấy kỹ được. Đây có bộ cuốn thư câu đối gỗ mít này, mai điểu này, sồng hóa này, Đức Lưu Quang này. Bên trong này có muôn đôi công, nó lấp hết rồi, khó xem. Đây bên ngoài này là có cái cuốn thư câu đối gỗ vụ này, cũng là của khách ở Phú Ninh, khách Phú Ninh đặt. Đây bên ngoài này là một ô nữa nha quý vị nha, xưởng này em rất là rộng. Đây có ghế nghi đỉnh, ghế này thì bằng gỗ gõ đỏ, ghế này bằng gỗ gõ đỏ. Đây anh hai người thợ đang hoàn thiện hoàn toàn. Có ghế đào chim này, ghế nghi đỉnh này. Bên trong này có ghế tần thủy hoàng này. Đây lại một bộ sập thờ gỗ mít nữa của khách ở tại Yên Lập. Bộ sập thờ gỗ mít này thì chân 14 của khách Yên Lập. Đây vào phía bên trong xưởng sâu hơn này, có anh em làm cái tần gỗ gõ đỏ này. Kia là mấy bộ trường kỷ đang dựng nhỉ, bộ trường kỷ dựng hôm trước khách cũng đã duyệt mộc sản phẩm rồi. Đây thì những cái chân sập nhà em đang đục dở, đang chuẩn bị dựng mộc lên. Bên kia thấy là những cái dạ sập nó phúc à, đang đục. Rồi xong này là phần nhà, chỗ lắp ráp của nhà em. Đây đây, một em giới thiệu bộ sập mít chân 20. Bộ này là 22, chân 22, sập thờ cũng chân 22. Đục tứ linh lạch. Tứ linh lạch. Nó vị thế cho đường nét sắc nét. Đây bên trong này. Kia rồi, gọi nhà em có máy CNC. Máy CNC và được. Này anh thợ đang lắp hai chiếc bàn thờ cũng như là một chiếc tủ áo đây. Cái xưởng xẻ em bên ngoài nhé, bên ngoài là xưởng xẻ. Nhưng mà cái lối ra nó bị gỗ vất đầy này, lấp đầy nên không đi ra được. Bên ngoài là xưởng xẻ. Thế em cố gắng đi ra cho các bác xem. Một thể rồi. Gỗ mít nhá, gỗ mít quê. Gỗ mít nhà em xẻ chân sập này. Đây vị bên ngoài này là cái xưởng xẻ anh em. Đây có biển đây. Đồ gỗ thùng 8 này. 0987 51086 nhá. Em nhà em nhận đặt hàng tất cả các sản phẩm đồ gỗ nội thất trong nhà như là bàn ghế, giường, tủ, các loại đồ thờ như là sập thờ, sập ngồi, tất cả các loại. Đấy. Đây những cái chỗ nãy em quay sập là nó ở tít ngoài kia chị này. Em quay sập, vừa nãy quay sập là ở phía bên ngoài kia nhá. Có hai chiếc sập ở bên ngoài kia. Ô ghế đang quay ở bên kia nữa cơ. Ok, xin chào các bác nhé. Em cập nhật tình hình những ngày mưa gió cho các bác xem.